Sáng nay, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên tổ chức cuộc họp kiểm điểm tiến độ triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội, đoạn qua tỉnh Hưng Yên. Đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp. Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Hùng Nam phê bình Sở Giao thông Vận tải, đơn vị chủ đầu tư dự án còn chưa thực sự sát sao, quyết liệt đeo bám trong việc thực hiện một số phần việc, nhất là việc trình Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo Bộ Công Thương thẩm định hồ sơ thiết kế, bản vẽ thi công hạng mục di rời đường điện cao thế. Huyện Văn Giang còn chậm trễ trong việc trình phê duyệt, điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất để thực hiện các khu tái định cư. Huyện Văn Lâm chậm tiến độ tiến hành kiểm đếm tài sản trên đất đối với các diện tích đất ở còn thu hồi. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho rằng, sau thời điểm 30 tháng 6, các phần việc có nhiều khó khăn phức tạp hơn giai đoạn trước. Nếu không có sự quyết liệt vào cuộc mạnh mẽ hơn nữa, thì khó có thể khởi công dự án thành phần 2.2 xây dựng đường song hành trong tháng 9 như chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và Ban chỉ đạo các dự án trọng điểm của tỉnh. Vì vậy, các sở ngành liên quan cùng 4 huyện có dự án đi qua cần phải tăng tốc trong triển khai thực hiện, không được kêu khó, không nói chung chung, dễ làm trước, khó làm sau. Đồng chí cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho từng sở ngành địa phương trong việc triển khai các khu tái định cư, mở rộng nghĩa trang, di rời mồ mả, di chuyển hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hoàn thiện các hồ sơ, quy trình thủ tục liên quan đến hai dự án thành phần trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.